Cô cho con hỏi nhà của chị Trần My là ở đâu cô? Ở quận hả? Dạ. À, mà để ở cái tiệm này ha, đi ra ngoài có mà cặp cái xong rồi có cái hàng gạo á. Dạ dạ dạ. Dạ con cảm ơn. Rồi xem chợ gì hết trời. Cái này là 100 ký đó hả chị? Hơn nữa hả? Đó, trăm, trên trăm. Trên trăm ký. Bộ to vậy hả? Bộ bà con không bán mà con cho mình hả? Bà con cho miệt thứ. Và miệt thứ sẽ gửi tặng cho trung tâm y tế huyện An Minh, các y bác sĩ tuyến đầu. Mỗi một gia đình sẽ một trái bầu và sẽ cho bếp cơm bí. Ở đâu phải bí đâu, mướp hương. Thì gửi chung bếp cơm trung tâm y tế và gia đình của các y bác sĩ tuyến đầu tại huyện An Minh. Rồi gửi lời cảm ơn bà con nhiều nghe chị Ni. Đây bà con cắt luôn cho chị. Mang cắt hôm qua luôn hả? Đây là Phật trồng bầu là thuộc về cái của hợp tác xã Màu Sạch. Màu Sạch của hợp tác xã gì chị hả? Hợp tác xã cũng thuộc địa bàn của địa bàn của xã Văn Khánh Tây luôn hả? Vậy là phải cảm ơn hợp tác xã. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Người trồng bầu. Tên là Tiền Chính. Tiền dạ, Chính hả? Vợ Chính. Vợ chồng của anh chị Tiền Chính phải không? Cư ngụ tại D cấp 2. Địa bàn xã Văn Khánh Tây. Thằng Quang đang ở bên này đợi cung nè. Vậy em chạy qua liền đi. Nhanh tay là còn, chậm tay là hết. Quá trời. Hai xe đủ không ta? Hai xe đủ không? Ngon quá. Em có cái bừng. Hả? Bầu ngon quá chứ. Cái này một trái này là bầu này gọi bầu gì chứ? Bầu này là bầu sao. Bầu sao là nó khác với bầu bữa hôm mình tiếp tế cho Thủ Đức bầu, đúng không? Bầu sao này là mình ăn là rất là cái thịt ngọt. Nó canh rất là ngọt và ngon hơn cái bầu trắng kia. Rồi. Bầu sao rất là. Nhưng mà giá thị trường bây giờ là một ký bầu này là một bán sao chị? Ký bầu 10 ngàn một trái này là hơn 1 ký đúng không? Trái hơn ký là 1 ký rưỡi đến 2 ký nè. Cũng như mấy cái trái này là hơn 2 ký nè. Dạ. Trái bự này là hơn 2 ký. Cái trái này là 3 ký rưỡi. Dạ. Rồi. Còn quá xuất sắc. Cảm ơn bà con Vân Khánh Tây rất nhiều. Hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng. Sớm qua mùa dịch để bà con có cuộc sống trở lại như xưa. Còn này là tấm lòng của người dân miệt thứ giúp đỡ trong lúc khó khăn. Ai cũng có niềm vui và niềm tự hào. Mà chị Ni là người Cà Mau phải không? Chị Ni là người Cà Mau hay người miền Thứ? Ngày xưa chị là người Cà Mau. Người Cà Mau nhưng mà lấy chồng miền Thứ hả? Lấy chồng Cà Mau luôn. Lấy chồng Cà Mau luôn rồi hai vợ chồng về miền Thứ ạ? Chị về miền Thứ lập nghiệp thôi. Mình lập nghiệp thôi và ở lại luôn phải không? Ở lại đây. Cuộc sống ở đây thì nói chung là bà con cũng thương mến mình. Dạ. Nên mình cũng có được no ấm như ngày hôm nay. Vậy là thôi chị này gửi lời cảm ơn bà con miền Thứ xóm riền làng xóm ấp xạ đi được rồi đó. Thì nên ngày hôm nay thì cuộc sống mình nó có tiến triển hơn thì mình bỏ ra một chút công sức để giúp bà con thì cũng không có gì, nói chung cũng xứng đáng nha. Cảm ơn nhà vận động Trần Ni của miệt thứ 11 rất là tích cực trong công tác vận động thiện nguyện. Chúc chị có nhiều sức khỏe nha. Thank you.
bé bạn có nằm đâu. Dạ, cái này là của bà con ở Vân xã Vân Khánh Tây. Dạ, bà con Đỗ Hòa Tân, bà con muốn gửi tặng cho các y bác sĩ. Là một cái, thứ hai nữa là bà con muốn gửi tặng cho bếp cơm từ thiện ở huyện mình để hỗ trợ phần nông sản để có bữa cơm nó ngon hơn chút xíu. Dạ. Rồi bây giờ con về đó là coi như cô thay mặt từ thiện đó là cô cũng cảm ơn mấy cô bán rồi bên bển hết nha. Dạ. Em ta chồng ra được cái mốc này á. Dạ. Cái bầu nha. Dạ. Đem lại đây rồi đặt mình cô làm cô giúp cho bà con nhân dân ở đây mà cho thành phố Biên Cương với tâm sản cho con. Dạ. Rồi cho cô cảm ơn, cho gửi lời cảm ơn nhiều nha. Dạ. Cô có thể chia sẻ với bà con biết là tình hình bếp mình hoạt động từ lúc dịch đến giờ thì có gặp khó khăn gì không cô? Dạ thôi bây giờ hả có lúc nè cô nó có đồ nấu đó rồi thấy dưa leo có cô muối sẵn đó, cái bắt đầu cô sắc ra cho ăn không có chứ đâu có canh có gì. Yeah. Rồi tới cái lúc mà miễn là ta ở bên cô Trinh nó bán, người ta bán, người ta đi tới đi luôn được cái trên Đông Xuyên, ta chở đồ về đó. Yeah. Thì ta cho mình mới nấu canh nấu đồ cho người ta. Dạ. Tình hình sức khỏe rồi an toàn chống dịch của mình là ổn định không cô? Từ hồi đó tới giờ cái cô mừng, từ hồi dịch tới giờ là mấy tháng trời nay cô không có nghỉ một ngày nào hết trơn. Dạ. Ngày nào cũng cho ba buổi gì đó, sáng trưa chiều vậy đó. Dạ. Sáng thì cô cho cháo với nước, nhưng mà thật sự là coi như nói chung là mình không có cho vô tới đây nha, mình cho ngoài cái cửa đó đó. Tức là mình để ngay cửa đây đó. Xong rồi bệnh nhân họ lấy ở đây. Dạ. À. Dạ. 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 Rồi coi như là an toàn chống dịch phải không cô? Coi như ở đây là mình đúng thực hiện 5K. Dạ. Của chính phủ ra. Dạ. Là con biết sao không, là mang khẩu trang rồi nước rửa tay rồi là diệt khuẩn nó đàng hoàng, chứ là cách nhau 2m. Dạ. Là coi như bây giờ đó là mấy cô lợi sinh cơm là cô cũng kêu bây giờ phải cách 2m chứ không có đi vô mà trời tùm nhum lại được. Dạ. Đó, hết người này ra tới người khác. Dạ. Vậy đó rồi cô mặn hoài từ hôm đó tới nay cũng có nghỉ ngày nào chứ. Dạ. Có lúc chị em ta không lợi mặn nha, cô cũng mặn luôn, cực muốn chết luôn mà cũng gắng làm nữa, bởi vì không có người ta ở ngoài ngoài ta mua đâu có đâu, rồi bây giờ mình không cho nên ta lấy gì đâu mà ta ăn. Dạ. Cô thấy vậy thôi cô gắng làm. Dạ. Rồi cảm ơn cô rất là nhiều. Cô vô chương trình sức khỏe nha cô. À, dạ. Cô cũng ơi, cô gửi lời thăm hết trơn nha chị em ở bển này, coi như là làm ca bầu ca mút nha. Dạ dạ. Ừ. Chừng nào mà người có rồi nữa không thấy thì đem qua cho nữa nha. Dạ 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 dạ. Nói là mày cảm ơn tha thay mặt đó, nói cô thì cảm ơn dữ lắm cái gì đó. Dạ. Dạ hôm nay là mới nấu cho ta ăn ngon dữ rồi, ngon xèo. Bầu cũng ngon luôn. Mà chở qua cũng cực luôn. Dạ. Ăn cái gì cũng cực luôn. Dạ. Rồi các cô các bà là giữ sức khỏe nha. Dạ dạ. Dạ tụi con là các thành viên trên thuộc ban quản trị của cái trang thông tin địa phương miệt thứ 11. Dạ. Dạ. Con biết không là năm rồi đó nha. Là không mùa dịch đó là một mà tới cái tháng 7 rồi đó là cô thu hoạch cái chuyện ta đồng anh em đồ này kia nổi xóm làm ta do cái chuyện 7-8 tấn gạo vậy đó. Dạ. Năm nay mới có 2 tấn rưỡi à. Dạ. Rồi giờ cô biết nấu thế nào hết gạo nữa. Dạ.
bây giờ thì còn nấu được cái chuyện tháng 2 tháng nữa được. Dạ, như vậy là tại bếp cơm từ thiện của huyện mình là bây giờ đang thiếu gạo hả cô? Dạ, bây giờ là coi như có biết không, giờ còn mới được có 2 tấn mấy à. Bây giờ mà 2 tấn mấy là cô nấu cái chuyện tháng 2 tháng là hết rồi đó. Dạ. Mà giờ không biết rồi tới đây ta có cho mình không nữa. Dạ, chứ cô gửi lời đến mạnh thường quân ở huyện đi. Ờ, vậy đó. Dạ. Chứ giờ con coi giờ mỗi lần mấy ăn là coi như là cỡ tháng 7 người ta cho có 7 tấn rồi đó. Dạ. Mà năm nay người ta cho có 2 tấn ngoài à. Dạ. Rồi bị gì dân người ta không có đi tới đi lui được á. Dạ. Rồi bởi vậy cho nên người ta đâu có đem lại cho được đâu. Dạ. Bây giờ nghe cô cũng chưa biết trên ai. Dạ. Để kệ tới đâu thiếu tính tới đó. Dạ. À, hy vọng là khi mạnh thường quân ngồi xem bà con họ xem được cái clip này trên miền thứ 11 á, thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với bếp cơm từ thiện để rồi tặng gạo cho bếp cơm. Dạ. Dạ. Nếu con làm được, cảm ơn luôn. Con làm được vậy giờ cô cảm ơn con. Dạ dạ. Cảm ơn luôn, cảm ơn rất nhiều nhiều luôn. Dạ, con gạo nhiều luôn đó. Dạ. Vậy thì thường thường nó tháng 7 là mình vô cái chừng 5-7 tấn kia đó, mà giờ được có 2 tấn ngoài mà con quay nha. Rồi hàng tháng rồi là mình đâu có cho ăn, bây giờ nó pha đợi được không đó. Dạ dạ. Mình nấu hoài hàng ngày người ta đâu có cái đông đâu là hết gạo rồi. Dạ dạ. Rồi con chào mọi người nha. Chúc mọi người sức khỏe nha. Bye bye. Dạ. Dạ.